Đây cả nhà, nhìn thấy đẹp không? Nhìn thấy thích mắt không? Nhìn thấy sướng không cả nhà? Đấy. Toàn bộ là nguyên cốt nha, nguyên cốt đầu tiên đấy. À, không phải đi mua ở đâu cả, không phải đi mua đâu, tự tay em ngâm, tự tay em ngâm. Và thời gian những cái bình này 3 năm rồi cả nhà nhá. Trong đây thì thưa với cả nhà là có 3 loại. Nó quý là em ngâm 3 năm rồi và nó là nước cốt. Toàn bộ là cốt hết. À, một loại là sâm đương quy. Hai là củ sâm này em vừa bán đấy. À, hai là ba kích tím rừng, ba kích tím rừng Lai Châu nhá. Bốn là có một bình sâm xuyên đá. Sâm xuyên đá nhá cả nhà nhá. Đấy, bình sâm xuyên đá. Mọi người nhìn cốt sướng, nhìn màu như ba kích ấy. À, nhiều khi bác hỏi ba kích tím. À, nhiều khi bác hỏi ba kích tím nhưng mà màu nó như màu đỏ hồng này. Nó là ba kích rừng nhé, không phải ba kích tím mà người ta nuôi trồng ở Quảng Ninh, nên ra mà nó không có màu tím. Nó là màu như thế này cả nhà nhá, ba kích tím. Ba kích tím rừng. Và hôm nay em chia sẻ cho mọi người để các cô chú toàn thể gia đình mình có thể ngày Tết làm 1-2 bình về để thưởng thức cái thâm niên mà cái lâu năm của nó và những cái cù hàng rừng ở trên Lai Châu có thể làm quà biếu, thì mọi người cân đối để ủng hộ em nhé cả nhà. Như những cái bình ba kích tím này này, ba kích tím bình nhỏ như này, bình nhỏ như này thì em đang bán cho mọi người là 500.000 một bình nhé cả nhà nhé, 500.000 một bình. Còn những cái bình to như này, bình to như này là em bán cho mọi người là 700.000 một bình, 700.000. Đây, ba kích tím em bóc nha. Tại nhà làm ra bóc này. Ngày Tết mà làm mấy chén rượu ba kích thì thôi thì quá rực rỡ nhá. Một người khỏe hai người vui. Đấy. Còn đây là những cái bình sâm. Tất cả các lô này là em ngâm cùng một thời gian cũng đều 3 năm nhá cả nhà nhá. Đây là những bình sâm đương quy đây. Ví dụ em ngâm cũng 3 củ này. Sâm đương quy này em cũng bán cho mọi người là 700.000 một bình, bình to. Và bình nhỏ như này là cũng 500.000 cả nhà nhá. Đấy, mọi người cân đối và có thể bỏ ra 500.000 để làm một bình về mọi người thưởng thức ngày Tết hoặc là làm quà biếu, thì mọi người cân đối là ủng hộ em nhé cả nhà nhá. Cái quý hơn, quý nhất là nó được lâu năm lắm rồi. Lâu năm 3 năm, mọi người thử nghĩ xem ngâm được cái bình rượu mà để 3 năm mà chưa uống thì mọi người biết là nó như thế nào rồi cả nhà. Thì em sẽ ship toàn quốc cho mọi người và cái này em sẽ đóng thùng xốp vào ủ chờ phải cho đầy chấu cho mọi người để làm sao cam kết với mọi người là những cái bình này đến tay mọi người là còn nguyên vẹn, không bị vỡ nước gì cả nhà nhá. Vỡ thì em chịu, vỡ thì em thôi. Rủi ro thì em lại chịu cho mọi người để mà làm sao để những cái bình này về đến tay mọi người đúng như vậy. Còn bác nào mà có cái sở thích gọi là chơi rượu ấy, trưng bày rượu ấy, thì mọi người mua những cái bình này về đặt ở phòng khách đây. Ví dụ nhà em đây đặt ở phòng khách thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẹp mà nhìn nó sang xịn cả nhà nhá. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình ủng hộ em với Tết đến nơi rồi, mấy người ủng hộ cho em một bình nhé cả nhà. Kể ra thì bây giờ nói thật ra là ví dụ như là rượu đây em mua mất cũng tầm hơn 100.000 tiền rượu. Đấy, hơn 100.000, tầm 150. Rượu là rượu em ngâm bằng rượu ngô ở người dân, người trên bản người ta nấu nhé cả nhà nhé. Đấy, bản em là có các ông bà già ở nhà nấu rượu nên là em mua rượu bằng rượu ngô, không phải là rượu gạo. Rất tốt cho sức khỏe. Thứ hai là cái bình này cũng 80.000. Đấy, 80.000. Đấy. Còn ba kích thì đang bán là 250.000 một cân. 250.000 một cân thì mọi người cứ thử xem là cân đối như nào mà 3 năm mới bán được một cái bình như này, thì mọi người biết là cũng không có cái gì lờ lãi gì đâu cả nhà. Thì đây em chia sẻ ngày xuân cho mọi người nhá. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình ủng hộ.
Rồi, em mời mọi người tiếp tục các món tiếp theo nhá. Đây, cả nhà nhá. Cái này thì xong công đoạn rồi đây. Cái này làm quà biếu thì mọi người thấy nào. Có được không? Đấy. Hai củ sâm đương quy rất đẹp. Đấy. À, thì nhờ, cũng như hôm qua em có vừa quay đến chi tiết cho mọi người lúc em xử lý rửa sạch sẽ sau bắt đầu phơi qua nắng này, phơi qua nắng xong là bắt đầu là em ủ rượu thì bắt đầu là em cầm đi em hút chân không cho mọi người, làm sao để cái hàng của về mọi người nó là tuyệt đối cả nhà nhá, nó là tuyệt đối về mọi người, cứ thế là cho vào bình cho em thôi nhá. Xử lý sạch sẽ các thứ ngon lành cho mọi người rồi, và vẫn như mọi người đặt cho em nhé, tại vì cái công đoạn rửa thì công đoạn ủ rượu này sau đi hút chân không khá mất khá nhiều thời gian, thứ hai lại phải chọn củ nữa, nên ra là cứ hai củ này 150 như mọi người đặt cho em nhá, cứ hai củ 150.000. Còn mọi người đặt bao nhiêu củ ấy thì em sẽ, và mỗi cái túi hút chân không như này chỉ hút được hai củ thôi, tại vì là túi nó nhỏ. Đấy, ví dụ như củ này này. Đấy, đẹp không? Quả này lên bình hết ý cả nhà nhá. Lên bình thì cực kỳ là đẹp. Và đây nữa. Đấy, chuẩn bị gửi cho khách đây. Đấy, rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem là tin tưởng giúp em, tin tưởng thì em có ra cái sản phẩm mới như thế nào thì mọi người nhớ ủng hộ em nhé. Củ sâm đương quy, một loại sâm rất tốt, nó là dòng họ nhà sâm, được trồng trên khu xứ lạnh và đồi đá cả nhà nhé. Nó như những củ này nó rất già, củ một hai củ như này, ví dụ như này thì mọi người về mọi người ngâm cho em 5 lít rượu nhé. Mọi người ngâm cho em 5 lít rượu là ok cả nhà nhá. Và ngâm tối thiểu là trong vòng từ 3 tháng đến 5 tháng, 6 tháng thì bắt đầu uống cả nhà nhá. Nhưng tối thiểu là phải 3 tháng thì bắt đầu uống nhé. Và mọi người nhớ cô chú ông toàn thể gia đình mình uống thì nhớ là mấy bữa mọi người uống 1-2 chén. Gọi là đây là một loại thuốc bổ thôi, chứ không phải là cái rượu mà để mọi người có thể uống say cả nhà nhá. Uống nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến một lúc uống nhiều quá thì nó nhiều cái dưỡng chất, nên ra mọi người mà uống nhiều quá nó sẽ gọi như là cơ thể nó không hấp thụ được, nó sẽ phản tác dụng cả nhà nhá. 150.000 một cái hai củ như thế này, và em có trách nhiệm là em làm sạch sẽ cho mọi người từ cái tâm, thì mọi người yên tâm là em làm như nào của nhà em để em dùng thì em sẽ làm cho mọi người đúng như thế. Và cái này, món này gọi là bây giờ nó không có nhiều, tại vì nó cuối vụ, không còn những cái củ già, không còn củ to nữa, đâm ra là mọi người có mua thì mọi người phải đặt nhá. Mà cái này thì làm quà biếu ngày Tết thì thôi rồi, nó quá quý và nó quá đảm bảo cho sức khỏe cả nhà nhá. Rồi, em chào cả nhà.